Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này là hướng dẫn anh chị em lắp đặt cái dàn mát, làm mát cho chuồng heo anh em nhé. Dàn làm mát cực rẻ, chi phí cực rẻ nhé. Do mình mua về, là mình mua về cái tấm này, mỗi tấm trị giá 500.000 đồng. Đấy, cái tấm này 500.000 đồng và cái quạt hút gió 3 triệu rưỡi đến 4 triệu anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chị em hàn nhé. Cái tấm này là chiều dài của nó, chiều cao của nó là 1 mét rưỡi và rộng 60 phân. Tùy theo yêu cầu của mình đặt mấy mét thì họ cắt mấy mét cho mình, nhưng mà mình làm tương đối cái này trục lợn 3 mét thì mình làm một nửa thôi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chia điểm là cái khung này mình hàn sẵn anh ạ, khung này mình hàn sẵn rồi, mình chia gọi giá đỡ, hàn giá đỡ cho nó nhé. Còn cái dàn làm mắt này là để mình làm video này là để hướng dẫn cho anh chị em nào không có nhiều tiền đấy thì tiết kiệm chi phí, thì mình mua về rồi tự làm đi thì chi phí nó rẻ đi khoảng 2/3. Mới hôm mình hỏi cái bọn lắp đặt thì họ báo lắp một cái dàn như mình đây thì tầm khoảng 30 triệu đến 50 triệu. Còn mình tự mua về thì hết khoảng 10 triệu. Mình lắp hai dàn như này anh em nhé, hai dàn 1 mét rưỡi, 1 mét 8, rộng 1 mét 8. Còn mình hướng dẫn anh em cái video này là chỉ có 3 tấm thôi, 3 tấm 1 triệu rưỡi. Cái cộng với khoảng 200.000 tiền sắt thép là 2 triệu, 2 triệu cộng với cái quạt 3 triệu rưỡi là 5 triệu rưỡi anh em nhé. 5 triệu rưỡi có thể nuôi được 50 con anh em ạ. Đấy, mà bắt buộc là chuồng của anh em là phải chuồng kín rồi anh em nhé. Còn chuồng chưa kín thì mình xây cho kín lại. Mà anh em muốn để đảm bảo nhiệt độ mát hơn thì mình phải trần cái máy lại để nó giữ nhiệt, nó không hút nhiệt ở trên cái máy máy nhà của mình, cho dù là máy ngói hay là máy tôn thì nó vẫn hút nhiệt xuống anh em ạ. Nên là mình làm kín đi. Vâng, và thì bây giờ mình sẽ hàn mấy cái thanh giá đỡ anh em ạ. Hàn mấy thanh giá đỡ này xong rồi mình sẽ ghép mấy cái tấm này lại, ghép lại thì xây một cái dàn làm mát anh em nhé. Cái này là dàn làm mát như kiểu cái quạt quạt hơi nước của bọn mình mua dùng vào mùa hè anh em. Thì cái này nó mình mua về làm chi phí cực rẻ luôn. Mình tính không công tính công mình thì 50 con thì chỉ mất chi phí khoảng tầm 5 triệu 5 triệu rưỡi thôi. Thì mình làm cái này nó tiết kiệm tiền cho mình này, tiết kiệm chi phí này, để mất đỡ lãng phí tiền cho gọi là cái bọn làm chuyên nghiệp ấy. Thì chắc chắn thì họ làm họ lấy phí rồi, nhưng mà họ lấy giá cao quá. Thì mình đây là mình hướng dẫn cho anh em làm cái video này để giảm bớt chi phí, để đầu tư vào con giống nó tốt hơn nhé. Bây giờ thời điểm này thì dịch nó tràn lan, dịch bạt ngàn lên, dịch tả châu Phi rồi dịch E. coli phù đầu rồi là dịch E. coli bại huyết rồi tụ huyết trùng, cái vào cái tháng 7 này ấy, thì thời tiết đã thay đổi liên tục, thời tiết thay đổi nên là cộng theo là con lợn hay bị gọi là không quen khí hậu nó thất thường ấy. Lúc nắng lúc mưa lúc lạnh, thế là nó không 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 làm chủ được cái bản thân giống như con người mình thôi. Con người mình thời tiết thay đổi như này, vào miền Trung miền Bắc đợt này đang thu đông ấy, thì nó rất là cực khắc nghiệt luôn, khô hanh và lại lúc nắng lúc mưa giờ ở gương. Đấy, thì mình làm cái chuồng kín lại sẽ đã giảm bớt cái bệnh tật này, để tăng cường sức đề kháng cho con heo của mình, nó mạnh khỏe đỡ đau ốm anh em nhé. Và đây là cái tấm làm mát anh này, bây tấm này chiều rộng 60 phân, cao 1 mét rưỡi, giá là 500.000 chưa chưa tính phí ship. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ mình sẽ đặt hộ cho. Cái này nó cực kỳ đơn giản anh em ạ, mình chỉ hàn cái khung bao quanh thôi, hàn khung bao quanh là sau hàn lại và lắp một cái ống nhựa PC loại ống phi 21 ấy. Mình hàn lắp dán lên bên phía trên đấy, bên trên đỉnh, xong rồi thế là mình đục lỗ, vui những cái lỗ nhỏ li ti như của bét phu xương em. Mình hàn những cái đục những cái lỗ đấy thì nước nó chảy xuống, thì cái lưới này nó là lưới nó rích rắc hai lớp xoắn đấy, nó sẽ chảy rích rắc xuống và phía trong là cái quạt hút gió, nó hút cái hơi nước trở vào thì làm mát chuồng trại anh nhé. Anh biết tại sao bên phía có một mặt đen và mặt vàng không? Thì cái mặt đen đấy thì họ làm kiểu kiểu một lớp nó kiểu chắc chắn hơn này, với lại màu đen ấy, thì đỡ rêu rêu rau nó mọc ấy, để đỡ sâu bọ nó bám vào. Lại thấy màu đen này nó cũng sợ anh không, thấy màu đen này nó sợ nên là nó đỡ đi một phần nào đấy. Thì chắc chắn là sau khi hàn xong thì mình phải có một cái lớp lưới lưới cước ấy, mình bọc bên ngoài lại cho chắc ăn, để đỡ cái con các cái loại côn trùng nó đi vào bên trong, nó bay vào, con vò vò này, con ong thì có các loại con nó bay vào nó cắn này, nó đụng làm ổ tổ trong đấy, nó không nó tịt cái lỗ đi. Thì cái này lúc nào cái tấm này nó hỏng thì mình có thể thay đi mà. Đấy, bây giờ mình sẽ hàn cái lớp bên trên nhá. Mình đã đặt xong rồi, đặt 3 tấm xong rồi thì bây giờ mình sẽ hàn lại này. Em xem nhá. Ok, thì nó tương đối là cơ bản là cái này là xong anh em nhá. Bây giờ mình ghép cái khung bên ngoài lên, ghép lại và hàn lại, thế là xong thôi. Thế là xong một cái dàn làm mắt đây, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì một số anh chị em chưa biết thì bây giờ xem video này có thể làm theo mình, theo hướng dẫn của mình. Còn anh chị em nào mà đã biết rồi ấy, thì có thể bỏ qua em nhé. Thì nó cơ bản là thế này thôi, nó xong rồi. Thì mới là mình lắp một ống nhựa PC ấy. Ông nhựa PC bên này và đục mấy cái lỗ như mình nói, lỗ li ti khoảng 5-7 phân một lỗ, rồi mình tải dài lên trên và cho nó chảy vào quạt hút bụi, nó
ở phía đầu cái bên kia đốc thì nó thu hút lại và làm mắt căn phòng của chuồng lợn của em nhé. Đấy, cái video này mình làm để hướng dẫn cho anh xem nào không có nhiều tiền, không có nhiều chi phí để đầu tư ấy, thì mình có thể làm cái giải pháp này tiết kiệm chi phí anh nhé. Chỉ tầm 5 triệu thôi là làm được cái dàn mắt rồi. Vâng, thì chúc cho anh chị em một chăn nuôi thắng lợi và thành công anh nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.